Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh bóng đá ngày hôm nay 18 tháng 11 của kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lần đầu tiên để cho Thuật Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn, xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn niềm vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Thuật Thể Thao. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể bấm like cũng như là subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao và đừng ngần ngại để lại những cái bình luận của mình phía dưới video để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, ở cái lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026 thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á có được cái chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam thì đánh bại đội tuyển Philippines với tỷ số 2-0. Trong khi đó thì đội tuyển Malaysia đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Kyrgyzstan. Và bên cạnh những cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và Malaysia thì Thái Lan, Myanmar, Singapore và đặc biệt là Indonesia. Indonesia đã nhận thất bại 1-5 trước đội Iraq mà được đánh giá cao nọ không quá nhiều đâu. Bởi vì thực tế thì Iraq được đánh giá cao hơn Việt Nam, Thái Lan và Indonesia nhưng không cao hơn quá nhiều và không đến nỗi là phải thua đậm như vậy. Nhưng mà đó là trận đấu mà Indonesia đã chơi không thực sự tốt. Và đó là lý do mà trong buổi họp báo sau trận đấu với đội tuyển Iraq thì huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia đã phải thừa nhận cái sự thật phũ phàng rằng là tôi nghĩ rằng đây là thất bại nặng nề của chúng tôi và tôi chúc mừng Iraq, họ đã chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo trên sân nhà của mình. Thực ra mà nói thì ở trận đấu trên sân của Iraq thì Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn trước cái lối chơi giàu thể lực và cái tốc độ cao của Iraq. Trên thực tế thì ở khu vực Đông Nam Á thì Indonesia cũng là một đội bóng chơi tốc độ và cái nền tảng thể lực rất là dồi dào. Tuy nhiên gặp một đại diện của Tây Á họ nhỉnh hơn về mọi mặt thì Indonesia đã không chơi được đúng với cái năng lực kỳ vọng của mình và phải thi đấu ở sân khách nữa. Cho nên là nhận hai bàn thua trước, sau đó có một bàn gỡ hòa, nó tương đối là may mắn một chút khi mà thủ môn đội bạn mắc sai lầm. Và trong hiệp tiêu thứ hai thì Iraq lại ghi thêm bàn và đặc biệt là có tình huống mà hậu vệ của Indonesia tự đốt lưới nhà, cho nên là cái tinh thần nó bị đi xuống và những thất bại nặng nề như vậy. Và với cái thất bại này thì Indonesia đang gặp bất lợi rất lớn, và đặc biệt là thất bại đậm như này thì bất lợi rất lớn trong cái việc giành vé đi tiếp. Tất nhiên đó chỉ là trận đấu đầu tiên thôi, chúng ta chưa nói lên điều gì cả, nhưng mà căn cứ vào cái phát ngôn của huấn luyện viên Shin Tae-yong trước khi mà cái vòng loại thứ hai diễn ra thì có thể thấy rằng ông đang quá tự tin vào cái năng lực các học trò của mình rồi. Vì trước đây thì ông ấy nói rằng là vòng loại thứ hai World Cup 2026 Indonesia làm cùng bảng với Việt Nam, Philippines và Iraq, chúng tôi đang xây dựng một đội bóng mạnh, tôi tự tin sẽ giúp đội tiến vào vòng loại tiếp theo, và theo tôi thì cơ hội của đội tuyển Indonesia là 70-80%. Đấy là cái nhận định của ông này thôi, chứ còn trên thực tế với cái thực lực của bóng đá Indonesia ở cái bảng đấu này thì mình đánh giá cái cơ hội đi tiếp của Indonesia không cao bằng Việt Nam và Iraq. Nếu như nói Iraq ở cái bảng đấu này, mình tự tin dự đoán là Iraq 90% đi tiếp, bởi vì họ vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ còn lại. Còn những cái cơ hội còn lại, cái tấm vé còn lại nó là sẽ chia cho Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong số này thì Philippines gần như là chiếm cái phần trăm rất là nhỏ vì yếu nhất bảng. Còn cái cơ hội còn lại là dành cho Indonesia và Việt Nam. Và Việt Nam mình đánh giá là cao hơn, và Việt Nam mình đánh giá là có 65% cơ hội giành vé tiếp so với 35% của Indonesia. Tức là cái tấm vé còn lại là 100% thì mình đánh giá là Philippines sẽ không có cơ hội, và cái phần trăm còn lại thuộc về Indonesia và Việt Nam. Và nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ đợi là cặp đấu của hai đội bóng này nữa, vì mới chỉ là vòng đấu đầu tiên, chúng ta chưa nói được gì nhiều cả. Cái thông tin tiếp theo đó chính là cái thông tin về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bay về nước trong ngày hôm nay, và theo cái lịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì vào chiều nay ngày 18 tháng 11 thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cái buổi tập luyện luôn trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, và chúng ta bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho cái trận đấu với đội tuyển Iraq luôn. Sau cái trận đấu với đội tuyển Philippines thì chúng ta cũng đã tập luyện rồi, nhưng mà là xả hơi và tập gym thôi. Và sau cái chiến thắng trước đội tuyển Philippines thì thầy trò Philip Chuze cũng đã cởi bỏ được cái áp lực của mình. Đây là một cái điều rất là quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì chúng ta biết rằng là trong 6 trận đấu trước đó khi mà thi đấu giao hữu thì đội tuyển Việt Nam đã không thể hiện được cái lối đá nó
nó mượt mà, nhuần nhuyễn và mang lại cái cảm xúc cao cho người hâm mộ. Nhưng mà ở trận đấu với tuyển Philippines, dù cho chúng ta đã gặp những khó khăn nhất định, gặp những khó khăn nhất định ở những cái thời điểm nhất định của trận đấu, nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã biết cách vượt qua khó khăn bằng cái sự tỏa sáng của Văn Toàn và Đình Bắc. Mình rất là tiếc khi mà trận đấu với đội tuyển Philippines thì những pha phối hợp đẹp của Việt Nam, những pha phối hợp bài bản của Việt Nam thì cái kết quả, cái kết thúc cái pha bóng đó thì lại không mang lại cái bàn thắng. Và chúng ta có được những bàn thắng từ cái tình huống mà nỗ lực và chớp sai lầm của đối phương thôi. Đây là một điều là nói chung chớp cơ hội từ những sai lầm của đối phương là rất tốt rồi, nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu như chúng ta kết thúc được những cái đường bóng của mình một cách hoàn hảo, thì khi đó chúng ta lại càng thêm có sự tự tin hơn nữa để chúng ta đối đầu với những cái đối thủ khác. Và sau trận đấu với tuyển Philippines thì Thuật Thể Thao cũng đã có viết một bài báo trên vov.vn về cái dư âm của trận đấu này, và đã đến lúc mà các cổ động viên đã xin lỗi huấn luyện viên Philippe Chuzier được chưa. Thì nhìn chung thì sau cái trận đấu với tuyển Philippines thì một bộ phận các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam cũng đã phần nào nhìn ra được cái tín hiệu tích cực từ huấn luyện viên Philippe Chuzier rồi. Còn để mà xin lỗi hay là như thế nào đấy thì chúng ta cùng chờ thêm, bởi vì trên thực tế mấy cái trận đấu đầu tiên với đội tuyển Philippines là một đội bóng yếu hơn, thì chúng ta đã chơi cũng rất khó khăn, cho dù cái lối đá được cải thiện nhưng vẫn còn đó những khó khăn nhất định, cho nên phải chờ cái trận đấu với đội tuyển Iraq nữa thì chúng ta kiểm chứng thêm cái năng lực của mình và cái lối chơi của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào khi đối đầu với một đội bóng mạnh hơn của chúng ta. Và đội tuyển Iraq là một đội bóng rất mạnh, họ đã đánh bại Indonesia với tỷ số 5-1, và trong quá khứ thì đội tuyển Việt Nam cũng chưa thắng được đội tuyển Iraq đâu, cho nên là chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều, phong tỏa những cái mũi tấn công, đặc biệt là hai bên hành lang hai cánh của đội bóng này. Họ có những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật rất là tốt, vì vậy mà mình cũng đang rất lo ngại cho cái vị trí của Thanh Bình cũng như là Phan Tuấn Tài. Rất có khả năng là huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ điều chỉnh đội hình một cách rất là triệt để ở trận đấu với đội tuyển Iraq. Chúng ta cùng chờ xem ông thầy người Pháp sẽ làm như thế nào. Và trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Quý vị bạn có thể mua vé hoặc là theo dõi trực tiếp các trận đấu để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên FPT Play hoặc trên các nền tảng hệ sinh thái của truyền hình FPT Play. Và một cái thông tin nữa, một rất vui đối với đội tuyển Việt Nam, đó chính là trường hợp của tiền đạo Văn Toàn. Có người thì hỏi mình là cập nhật chấn thương Văn Toàn, nhưng mà thực tế mà nói thì ngày hôm qua thì Thuật Thể Thao bận quá, trực cả ngày, cho nên là không có cái thời gian để live stream buổi trưa để thông báo thông tin cho mọi người được. Buổi tối thì Thuật Thể Thao cũng trực tới 11 giờ đêm. Rất xin lỗi quý vị và bạn, và chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin Văn Toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Văn Toàn, theo cái thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì Văn Toàn chỉ bị đau phần mềm thôi, không ảnh hưởng tới khả năng ra sân ở trận đấu với tuyển Iraq. Thì đây là một tín hiệu rất là vui đối với đội tuyển Việt Nam, đúng không ạ? Văn Toàn chúng ta biết rằng là trận đấu với tuyển Philippines thì thi đấu rất là năng nổ và là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này, đúng không ạ? Thì cái bàn thắng của Văn Toàn nó giải tỏa áp lực cho đội tuyển Việt Nam và giúp cho đội bóng của chúng ta có được cái tâm lý vững vàng hơn để mà thi đấu đấy. Bởi vì cái trận đấu khi mà chúng ta chưa ghi bàn thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá của đội tuyển Philippines, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi Văn Toàn ghi bàn xong thì chúng ta dễ đá hơn, và cái sự năng nổ và hoạt động rộng của Văn Toàn trên hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ là một cái mũi khoan rất là hợp lý và hiệu quả đấy. Bởi vì là chúng ta biết rằng là Iraq là đội bóng rất mạnh ở cái hành lang bên, nếu như chúng ta mà có những tiền đạo nhanh và để khiến cho đối thủ, cái hậu vệ biên của đối thủ không thể dâng cao, thì đó là một thành công. Khi đó là vừa giảm tải được áp lực cho hàng thủ chúng ta, mà chúng ta cũng khiến cho đối thủ sẽ phải dè chừng hơn, đúng không ạ? Tất nhiên thì với việc đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Iraq thì chúng ta sẽ không thể nào mà chơi tấn công toàn thời gian được đâu. Chúng ta sẽ phải lựa chọn lối chơi một cách hợp lý và phù hợp với cái nhân sự của mình thôi. Mình nghĩ rằng Văn Toàn nếu như mà vẫn thể hiện được cái phong độ và tốt trong cái buổi tập thì Văn Toàn hoàn toàn có thể vẫn đá chính được ở trận đấu với đội tuyển Iraq, và Đình Mắc vẫn sẽ là cái sự lựa chọn tiếp theo ở bên cái hành lang bên cánh đó của thầy Văn Toàn, và bên cánh bên kia là Tuấn Hải rồi, đúng không ạ? Thực sự nói Tuấn Hải trận đấu với đội tuyển Philippines là hơi đen một chút. Nếu như mà may mắn hơn thì Tuấn Hải đã có được cái bàn thắng rồi đấy. Rất là tiếc cho Tuấn Hải. Thì chúng ta cùng chúc cho Văn Toàn sẽ sớm bình phục 100%, không bị đau nữa để mà thi đấu với đội tuyển Iraq. Thì chúng ta sẽ cố gắng giành được ít nhất một điểm trước đội tuyển Iraq để mà có được cái bàn đạp thuận lợi để thi đấu với đội tuyển đại diện Tây Á này, và trước khi bước vào trận đấu với Indonesia và những cái trận loạt trận tiếp theo. Và một cái thông tin nữa chắc chắn là người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng phải quan tâm, và khu vực Đông Nam Á cũng như vậy. Thì đó là cái thông tin liên quan tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta biết rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam thì chưa nhận lời dắt đội bóng nào cả.
Và mới đây nhất thì báo chí truyền thông Thái Lan đã đưa một cái thông tin đó là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn mở cửa để ngỏ cái khả năng trở lại làm việc và trở lại cái công tác huấn luyện, và chính là cái lời đề nghị từ Thái Lan ấy, và ông sẽ xem xét. Thì cái theo cái nguồn tin ở trên truyền thông Thái Lan thì là như vậy. Trên thực tế thì mình thấy rằng là với quan điểm cá nhân thuật thể thao nhé, nếu như mà huấn luyện viên Park Hang-seo mà vẫn giữ cái triết lý bóng đá của mình như vậy, thì nếu như làm việc với bóng đá Thái Lan thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ phải cân nhắc và xem xét, bởi vì Thái Lan là đội bóng này theo đuổi cái triết lý bóng đá tấn công, kiểm soát bóng chứ không phải là chơi phòng ngự phản công. Vì vậy mà nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo mà nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thì đây cũng là một cái điều rất là thú vị, nhưng mà với quan điểm của thuật thể thao thì khả năng cái khả năng này là không cao đâu, nên chúng ta cùng chờ xem thôi. Còn đương nhiên rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Ông đã giúp đội tuyển Việt Nam, giúp bóng đá Việt Nam đã gặt hái rất nhiều những cái chiến công, cái thành quả, và đưa bóng đá Việt Nam lập lên những kỳ tích ở những cái sân chơi khu vực và châu lục. Cho nên là ai cũng muốn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục thành công trên con đường của mình. Nhưng mà thực tế mà nói, trong những cái đợt chia sẻ với truyền thông trước đây thì ông cũng đã nói rằng ông không có ý định mà dẫn dắt một đội bóng nào ở Đông Nam Á cũng như là Hàn Quốc. Thì vì vậy mà thuật thể thao cho rằng là cái khả năng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Thái Lan là không cao. Chúng ta đưa cái thông tin này để chúng ta biết như vậy thôi, chứ còn để mà huấn luyện viên Park Hang-seo mà dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thì mình nghĩ rằng cái khả năng này là cực kỳ khó. Tất nhiên thì trong đá vẫn có những cái yếu tố bất ngờ, nên chúng ta cùng chờ xem là cái yếu tố đó nó bất ngờ như thế nào, và liệu rằng huấn luyện viên Park Hang-seo có dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hay không, chúng ta không thể trả lời được, đúng không ạ? Sau đây là thuật thể thao xin gửi tới quý vị và các bạn các lịch thi đấu của lượt trận thứ hai của các đại diện khu vực Đông Nam Á thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thì chúng ta ở lượt trận này thì có hai cái cuộc nội chiến của bóng đá khu vực Đông Nam Á, đó là trận đấu giữa Philippines với Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 11 và trận đấu giữa Singapore với Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11. Còn các trận đấu còn lại đó là vào lúc 16 giờ 30 Myanmar gặp Triều Tiên, vào lúc 18 giờ thì Malaysia làm khách trên sân của Đài Bắc Trung Hoa, vào lúc 19 giờ đó là màn so tài của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Iraq trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thì sau cái lượt trận đầu tiên thì có những cái đại diện của khu vực Đông Nam Á ngoại trừ Việt Nam và Malaysia như thuật thể thao đã đề cập ở đầu chương trình thì đã có được cái kết quả rất là tốt, đó là giành chiến thắng. Còn lại thì toàn thất bại thôi, đặc biệt là Myanmar với Singapore đã thua rất đậm trước những cái đại diện mạnh đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì đây cũng là điều dễ hiểu thôi, và thuật thể thao cũng đã nhận định được cũng khá là đúng về cái cặp đấu giữa Singapore cũng như Myanmar với các đối thủ hàng đầu của châu lục. Và ở cái lượt trận này thì mình nghĩ rằng là Việt Nam sẽ là đội rất là khó khăn đấy. Việt Nam là cái đội khó khăn nhất ở cái lượt trận này, và để mà giành được kết quả tốt trước Iraq sẽ là cực kỳ khó khăn. Còn Thái Lan hay Indonesia mình dự đoán là sẽ có 3 điểm, kể cả Malaysia cũng như vậy. Thì Myanmar gặp Triều Tiên là cũng tương đối là khó khăn, nếu như mà chơi không tốt thì hoàn toàn Myanmar có thể nhận thất bại ngay trên sân nhà của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video, đó là tất cả những cái chương trình về toàn cảnh bóng đá Việt Nam trong ngày hôm nay mà thuật thể thao xin cập nhật tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng thuật thể thao, và xin mọi người có thể bấm like và subscribe kênh YouTube thuật thể thao, và mọi người đừng ngần ngại đưa ra những bình luận của mình về những tin tức của bóng đá ngày hôm nay để chúng ta cùng thảo luận với nhau và thảo luận với nhau được sâu hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo ạ.